Ở đây là giao lộ 457, hẻm 457. Không biết hẻm 459 là đi thẳng luôn hay sao. Đến đường Nguyễn Cảnh Trân nè. Cuối nhà, cuối hẻm là nhà 459 xuyệt 18A. Không biết nhà anh chị là nhà nào ha. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là khu cầu kho, và trước mặt chúng ta đó là nhà hàng Đen năm xưa. Và ngày nay nhà hàng này thì đóng cửa rồi, không còn hoạt động rồi. Và bên cánh trái chúng ta đó là hẻm số 4, hẻm 391, hẻm ốc ngày xưa đó. Và thẳng hẻm này chúng ta sẽ đi vô một cái chùa, và chùa Phước Hải, và đi thẳng cuối hẻm là một cái bến, đó là bến Trương Dương ngày xưa, nhưng mà ngày nay thì nó trở thành một cái đại lộ rồi ha, đại lộ Võ Văn Kiệt. Và đi lên tí xíu nữa chúng ta có hẻm số 3, và đi lên tí nữa thì có con đường Nguyễn Cảnh Trân. Và cái khung cảnh thật là quen thuộc của chúng ta đó là cái hãng xe hơi, và kế bên đó có cái hẻm, rồi sau lưng là sở cứu quả, và đi tới tí nữa thì đó là trường cầu kho năm xưa, và ngày nay là trường Trần Hưng Đạo. Và đi thẳng hướng này chúng ta sẽ đi đến chợ Bến Thành khoảng chừng 1 km thôi. Và hôm nay một ngày chủ nhật, một buổi chiều đẹp trời mát mẻ, Sài Gòn bây giờ là 3 giờ, em mời cô chú anh chị và bạn chúng ta đi về một cái con hẻm thuộc đường Trần Hưng Đạo này. Và đối với hẻm này thì thuộc cầu kho, và hẻm này nằm phía sau Bộ Lao Động, không phải là hẻm chùa Ấn Quang ha, mà kế bên đó, hôm bữa chùa Ấn Quang là hẻm 457, và hôm nay chúng ta sẽ đi hẻm 459 thể theo yêu cầu của cô chú anh chị. Rồi bây giờ chúng ta cùng xuất phát nha. Thì trong quá trình thực hiện những cái video ở hẻm này, hẻm kia cho các anh chị này, thì lại phát sinh hẻm khác của các anh chị khác, thì em cũng rất là vui khi mà thực hiện những cái video thế này. Và các anh chị cũng đừng buồn khi chúng ta quay trở lại địa điểm xưa nha. Tại vì một cái địa điểm, một cái khu có thể là có rất nhiều của chú anh chị, nên thành ra chúng ta phải đi lại. Và đi lại thì cái con đường thì cũng có vài con đường đi đến hẻm đó thôi, nên thành ra có những đoạn đường mà chúng ta phải đi lại 2-3 lần, nên bà con cô chú anh chị và các bạn thông cảm. Và ở đây có một cái bưu điện nè, bưu điện đầu hẻm số 3. Hẻm số 3 bên cánh trái nè. Chúng ta đi lố, hơi lố qua rồi đó hả. Chúng ta tiếp tục. Con đường Trần Đạo là một trong những con đường mà rất là mát mẻ, với hàng cây to, cây rất lớn, có độ tuổi khoảng cả 100 tuổi. Và Sài Gòn mới vừa mưa xong một cái trận mưa lớn, làm cho đường xá sạch sẽ hơn, và chúng ta cảm giác mát mẻ hơn. Và âm thanh quen thuộc của Sài Gòn đó là tiếng xe, tiếng còi. Mình thấy xe cộ tấp nập ghê chưa, xe máy liên tục. Và những thập niên 90 thì nếu các anh chị còn ở Sài Gòn thì chắc xe cộ không đông như thế này. Và do hôm nay là chủ nhật nên thành ra cũng hơi đỡ, nó hơi vắng đó. Mọi ngày thì sẽ đông hơn nữa. Hôm bữa thì ở
đầu đường Nguyễn Cảnh Trân với Trần Hưng Đạo này chúng ta có một cái nhà hàng món Huế. Nhưng mà ngày hôm nay nhà hàng món Huế là không còn nữa ha. Và đổi lấy một cái hình ảnh của quán cà phê, đó là King Coffee, nhãn hiệu của Highland, nhãn hiệu của Trung Nguyên Coffee. Đó, và đây là con đường Nguyễn Cảnh Trân nè. Và đó, phía trước mặt chúng ta đó là bộ lao động ngày xưa, theo lời chia sẻ của cô chú anh chị thì ngày nay nó là bộ công an, nơi làm giấy chứng minh, như công an thành phố, chúng ta làm bộ công an thành phố ha. Và hẻm 457 phía sau bộ công an, phòng công an này, thì đi tới một tí nữa thì có hẻm 459. Chúng ta sẽ đi thẳng vô hẻm này ha. Và đối với con đường Trần Đạo này thì em cũng nhận rất nhiều lời comment của cô chú anh chị về những cái nhà xưa, về những hẻm xưa. Trong đó có nhà số 304, thì chúng 304, 306 thì chúng ta đi tới một tí. Ở đây chúng ta thấy có xe bán mía nè. Những cây mía này nhập từ ở các tỉnh và họ lên đây họ bán. Cái mía này có giá 15-20 ngàn. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Và phòng cảnh sát ở đây. Thì có dụng nước. Chúng ta đi lên trên đây nha. Và thấy nhìn bên kia một cái dãy building rất là đẹp. Đó là bộ công an ngày nay đó. Nơi đó cũng là đối diện với cái hẻm 459 ngày hôm nay. Và thẳng hẻm 459 thôi vô cái chùa, chùa Ấn Quang. Và hẻm này cũng lần đầu tiên em đi nên thành ra có cái thông tin gì đó sai sót thì cô chú anh chị thông cảm nha. Em chỉ biết cái hẻm 459 nhưng mà không biết nhà của anh chị là nhà nào, nên thành ra em đi vô hẻm để anh chị có thể hình dung ra. Bên tay trái chúng ta đó là hẻm 459, cái biển hiệu mì sườn bò chớp 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 đó, được thành lập năm 1911. Nổi tiếng dữ. Năm 1911. Đi vô 20m. Và trước khi đi vào hẻm thì chúng ta sẽ nhìn thẳng một tí xíu. Phía trước đó có cái khách sạn Univer Hoàng Vũ. Và đi đến một tí nữa thì có chợ Nancy ngày xưa và đường Cộng Hòa. Thì khách sạn Univer thì em bữa em có lại hỏi thăm rồi ha. Các anh chị bạn có thể xem lại cái video đó. Khách sạn 3 sao ở khu Cầu Kho này. Và bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cái hẻm 471 này. Để xem ngày hôm nay hẻm 471 này ra sao ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào hẻm này ha. Và hẻm này mình thấy có rất nhiều hàng quán của những anh chị cô chú theo đạo đạo Hồi. Và mình thấy những cái biển hiệu, rất nhiều biển hiệu. Ở đây có gần cái thánh đường Isalama, thánh đường rất xưa cổ ở Sài Gòn. 459 xịt 3 nè. Đây chúng ta xem hẻm 459 này đi tới đâu nha. Bên trái hay bên phải đây?
0969TK25-41. À, địa chỉ này ngộ quá. Ồ, nhà này có cầu thang nè, hôm bữa mình thấy nè. Ở đây là giao lộ 457. Hẻm 457. À. Không biết hẻm 459 là đi thẳng luôn hay sao. Vô nước không thì chết chắc hay là. Vô. Đó. Ở đây là TK 14 rồi. À, trong kia cũng có 459 nữa nè. À, 459-18. À, 459-TK-52. À. Và qua thẳng cái hẻm này chúng ta sẽ đến đường Nguyễn Cảnh Trân nè. Của nhà, của hẻm là nhà 459 18A. À, với nhà anh chị là nhà nào ha. Rồi chúng ta tiếp tục đi thẳng đến hẻm, thôi thẳng đến đường Nguyễn Cảnh Trân. À, trong con hẻm 459 này. À, phải quẹo đây cũng có hẻm 459 hay không? Đây là TK 16 nè. Ở đây thì địa chỉ hơi lộn xộn nên thành ra nếu mà không đúng hẻm các anh chị bỏ qua nha, cho xin lỗi không mình ha, sẵn là chúng ta đi đi dạo luôn. Ở đây vừa hẻm vừa xịt TK vừa xịt số nhà ba xịt luôn á. À, ở đây mình thấy có nhà đẹp đẹp nữa. À. Đây là TK 17 rồi nè. Và video clip ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Một số hình ảnh trong cái hẻm 459 gửi cô chú anh chị và các bạn. Nếu ta có ở trong cái hẻm này hoặc là ở khu cầu kho này thì mình có dịp nhìn lại. Và ngày hôm nay cầu kho của chúng ta rất là thay đổi và rất là khác. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại video tiếp theo ở khu cầu kho này tiếp nha. Chúng ta sẽ đi vòng vòng ở cái những cái hẻm TK này. À, và con đường Nguyễn Cảnh Trân ngày hôm nay rất là đẹp này.